Một trong những câu hỏi cấp bách nhất của thời đại chúng ta là làm thế nào để nuôi sống số lượng người ngày càng tăng trên hành tinh này. Cùng với đó là làm thế nào để giảm phát thải khí nhà kính và ngăn chặn biến đổi khí hậu. Các nhà khoa học từ Viện Nghiên cứu Fraunhofer nhận thấy côn trùng có thể là chìa khóa chính, là câu trả lời cho cả hai vấn đề. Viện này đã nghiên cứu về khả năng sử dụng côn trùng làm nguồn protein thay thế cho việc sử dụng các protein có nguồn gốc từ đậu nành, thường được sử dụng trong sản xuất thực phẩm và thức ăn chăn nuôi, nhằm hạn chế sự phát triển quy mô lớn của cây đậu nành mà viện này cho là nguyên nhân chính dẫn đến nạn phá rừng nhiệt đới. Tuy nhiên, viện cũng cho biết họ không định thuyết phục mọi người ăn côn trùng. Chúng tôi không định thuyết phục mọi người ăn côn trùng. Ở châu Âu và Bắc Mỹ, mối quan tâm của chúng tôi là tạo ra côn trùng như một giải pháp thay thế cho việc sử dụng protein có nguồn gốc từ đậu tương. Bởi vì sự phát triển quy mô lớn của đậu tương là lý do chính dẫn đến nạn phá rừng nhiệt đới. Vì vậy, và để sản xuất protein bền vững hơn, chúng ta cần các giải pháp thay thế. Và tôi thấy côn trùng là một công cụ hoàn hảo để sản xuất lương thực và thức ăn cho nuôi trồng thủy sản và cả gia súc. Không chỉ sử dụng côn trùng làm nguồn nguyên liệu cho lương thực và thức ăn nuôi trồng, côn trùng còn có thêm nhiều nguồn lợi khác. Trên thực tế, mọi thứ thu được từ côn trùng đều có thể phát triển thành sản phẩm. Ngoài protein, chất béo có thể được phát triển thành chất bôi trơn chất lượng cao để thay thế dầu hóa thạch. Chitin và chitinoxuan được phát triển cho mỹ phẩm, cho công thức thuốc, có rất nhiều ứng dụng. Bên cạnh đó, côn trùng còn có khả năng góp phần vào việc ngăn chặn biến đổi khí hậu. Ví dụ ở Indonesia và Malaysia, khối lượng chất thải lớn từ dầu cọ thường bị đốt cháy hoặc để thối rữa. Cả hai quá trình này đều giải phóng khí nhà kính, đẩy nhanh khủng hoảng khí hậu vì chúng tạo ra khí metan. Viện Fraunhofer đã phát triển một quy trình sử dụng nấm để biến những chất thải thường bị đốt cháy thành thức ăn cho côn trùng. Phân côn trùng lại trở thành một loại phân bón sinh học rất tốt. Chúng tôi có thể chỉ ra rằng việc sử dụng phân bón sinh học này giúp tăng gấp đôi năng suất lúa và nó cũng có thể được sử dụng theo vòng tròn để bón phân cho cây cọ và thay thế phân bón hóa học vốn đã trở nên rất đắt đỏ sau khi xảy ra xung đột ở Ukraine. Nhiều người ở các quốc gia này không đủ khả năng mua phân bón hóa học và giờ đây đã có một sự thay thế hoàn hảo bằng phân côn trùng. Theo các nhà khoa học, ngành kinh doanh sản xuất côn trùng công nghiệp đã trở thành một thị trường đang phát triển trên toàn thế giới, với một số trang trại sản xuất tới 100.000 tấn côn trùng mỗi năm.